Thì theo nguyện vọng của anh em thì mình sẽ lên clip nhanh để có thể update lại cho mọi người về cái dự án Optimism này. Chỉ có một số đặc điểm nổi bật thôi nhá. Bởi vì mình đã có quá nhiều clip phân tích về cái dự án này rồi. Anh em nhớ xem hết về tiềm năng của dự án này trong mùa uptrend sắp tới nhé. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Và hiện tại đây thì cái dự án Optimism thời gian vừa qua có quá là nhiều tin á, bởi vậy thì khả năng anh em đang ôm rất nhiều, cho nên chúng ta vẫn yêu cầu mình lên tiếp tục để có thể update cho mọi người về tiềm năng của dự án này trong mùa uptrend sắp tới. Và để bắt đầu bước vào nội dung của ngày hôm nay thì như thường lệ thôi, nếu mà anh em cảm thấy clip hữu ích hãy để cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn bật thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em muốn cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường, những dự án có tiềm năng airdrop retroactive ấy, thì mọi người sẽ vào trong cộng đồng channel Telegram của mình. Mình có để dưới phần mô tả của video đó. Và nếu mà chúng ta thuần về trading nhá, chúng ta muốn cập nhật về những cái dự án theo trend coin, về những dự án đầu tư cho chu kỳ uptrend và kể cả trading ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì anh em sẽ join vào trong nhóm trading nhá. Cái nhóm này thì hoàn toàn free mà thôi nha anh chị, và có cái đường link ở dưới phần mô tả của video để mọi người làm theo và join đó. Nhắn tin cho admin thì bạn ấy sẽ duyệt cho mọi người vào trong nhóm mà thôi nha. Ở trên đó thì anh em sẽ được cập nhật rất là nhanh luôn ấy, về các cái đồng trend coin cũng như là cập nhật về BTC nha. Ok, và đồng hành với chúng ta trong clip này có nền tảng sàn OKX nhá. Sàn này thì rất là quen thuộc đối với tất cả anh chị em rồi. Thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều sự kiện airdrop dành cho anh em đó. Và đang có một cái sự kiện để trading full thưởng đó là 20.000 đô la. Anh em có thể là xem ở đây nhá. Và nếu mọi người chưa có tài khoản của sàn OKX, anh em sẽ đăng ký ngay cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video. Mọi người sẽ được giảm phí giao dịch và sẽ nhận được rất nhiều sự kiện độc quyền airdrop đến từ kênh của mình và OKX nhé. Ok, và quay trở lại luôn á, thì cái dự án Optimism thời gian vừa qua cái sự kiện nổi bật nữa, ngoài những công nghệ như là Superchain Obstack đúng không, thì chúng ta còn thấy cái thông tin gọi vốn đến từ cái dự án này tiếp tục bởi quỹ A16Z đúng không, khoảng thời gian đó là tháng 4 năm 2024 vừa qua, cái này còn tầm một tháng mà thôi. Và mọi người sẽ thấy rằng ở trong clip trước đây á, trên nền tảng YouTube của mình nhá, nếu mà anh em gõ cái từ op á thì sẽ ra rất nhiều clip phân tích cho anh em về cái đồng coin này, cực kỳ là nhiều luôn, kể cả clip update những đồng coin layer 2 đầu tư cho chu kỳ uptrend đó, thì anh em có thể để xem lại đây. Thậm chí trước đây chúng ta cũng đã nhận được airdrop của cái dự án này rồi, và gần đây nhất khoảng tầm 2 tuần thôi thì mình cũng đã lên một clip để phân tích cho mọi người đánh giá hai cái dự án so sánh đó, đó là Optimism và ARB. Tuy nhiên thì anh em vẫn đang yêu cầu rất nhiều đó, cho nên mình sẽ lên clip này tiếp tục để update về tiềm năng dài hạn của cái đồng Optimism nhé. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng các cái quỹ đầu tư cho dự án này chỉ có 3 quỹ mà thôi nhá. Chúng ta không nhiều quỹ đâu, chỉ có 3 quỹ đầu tư rất nhiều vòng. Đó, trong đó có A16Z này, hầu như họ đầu tư từ đầu đến cuối luôn đó. Gần đây nhất thì họ có mua lại token đúng không? Thông tin này thì mình có update lại cho mọi người rồi. Đó là 90 triệu đô nhá. Và nếu mà anh em để ý cái portfolio của A16Z ấy, cái khoảng thời gian một năm đổ lại đây nha anh em, thì các cái dự án đầu tư lớn trong đó có Optimism và Ethereum Layer đó thì mình đã update cho mọi người trên nền tảng channel Telegram rồi. Và nếu mà anh em nhìn về cái tỷ suất lợi nhuận nha anh chị em, có nghĩa là khi mà chúng ta đầu tư đúng không, chúng ta cũng sẽ để ý đến những quỹ đầu tư đó, chúng ta cũng đang tin tưởng về cái tiềm năng của các quỹ đó đầu tư vào những dự án mà, thì anh em sẽ để ý A16Z nhá, họ đầu tư vào crypto đó và các cái dự án đó đang có một cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao nhá, 787 lần nha anh chị em. Tương tự như vậy thì Paradigm cũng đầu tư nhiều cho cái dự án OP này, ROI còn khủng hơn cơ, đó là 1.529 lần. Đây là cái ROI rất là ấn tượng luôn, có nghĩa là quỹ này đầu tư vào rất nhiều dự án thành công đó anh chị em. Ok, và mọi người có thể là xem thêm thông tin ở trên nền tảng gọi vốn của cái dự án này nha anh chị em. Đây là một cái dự án layer 2 gọi vốn rất lớn, tổng gọi vốn theo Crypto Fundraising thống kê á là 357,5 triệu. Thì anh em sẽ để ý rằng tại sao những quỹ này họ lại đầu tư đi đầu tư lại nhiều vòng như vậy, bởi vì họ nhìn thấy tiềm năng của cái dự án này đúng không. Thời gian vừa qua thì dự án này cũng đã thể hiện được cái tính tiềm năng của mình rồi. Và nếu mà chúng ta nhìn ở trên thống kê của L2Bit ấy, thì thực sự nhá, dòng tiền vào trong hệ sinh thái của Optimism thời gian gần đây tăng trưởng ấn tượng luôn nha. Và Total Develop á, đang ở top 2 nha anh chị em. Trước đây thì mọi người sẽ thấy rằng OP đang ở dưới cái top của Base và Balas á, hai cái sinh thái mới và FOMO. Chỉ có OP và ARB á, thì là hai cái dự án ra đời khoảng tầm hơn 2 năm rồi nha. Đó, thì Develop hiện tại của OP đang là 7,67 tỷ nhá, theo nền tảng của L2Bit thống kê. Còn nếu mà chúng ta check về các cái lượng hoạt động ví hàng tuần nha anh chị em, thì thời gian gần đây các cái địa chỉ ví hoạt động active hàng tuần đó, ở trên nền tảng của Optimism thì cũng đã tăng khoảng tầm 38,7% rồi. Tất nhiên chúng ta so sánh với cả một số lớp layer 2 trên ấy thì nó còn nhỏ hơn, nhưng mà chúng ta không phủ nhận rằng gần đây thì OP đang thu hút các quỹ đầu tư nhiều đó, kèm theo một cái sự kiện liên quan đến OP á, họ vừa ra mắt cái layer 3 nha anh chị em, như là một cái hệ sinh thái layer 3 đó, đây là họ vừa giới thiệu xong này. Cái layer 3 Superchain của OP đó, đây là một cái điểm đáng chú ý luôn đó. Và cái layer 3 Superchain này hiện tại thì đang có rất nhiều các bài báo họ đã viết về rồi, thì mình sẽ show thử cho anh em xem một cái bài báo ở đây nhé.
họ có phân tích về nền tảng Superchain OpenStack cho mọi người xem và tham khảo. Mình cũng sẽ để cái link này ở dưới để anh em có thể tham khảo qua nhé. Và các dự án hiện tại đang tham gia vào Layer 3 thì gồm có Mode này, có Forecaster, có Lyra, có AVO, có Aurora, có OpenBee, Mantle, OneCoin, DeepBank và rất nhiều các dự án khác. Và anh em lưu ý giúp mình này, đó là dự án Optimism thời gian vừa qua, cái cơ chế airdrop của họ được chia ra nhiều phần đó, bởi vậy thì cũng giữ chân được user rất là nhiều trên nền tảng của dự án này. Và họ công bố Layer 3 này để có thể các dự án tham gia vào sinh thái của Layer 3 có Superchain của Ops đó. Thì các cái dự án Layer 3 này xây dựng trên OpenStack sẽ được tài trợ như là airdrop hoặc là tổ chức campaign và rất nhiều cái tiện ích khác xoay quanh Superchain của Optimism nhé. Và để hỗ trợ cho các blockchain Layer 3 tham gia vào OpenStack Superchain á, thì bên Optimism họ có giới thiệu hai cái tính năng, đó là token gas tùy chỉnh nhé và plasma mode. Anh em có thể xem trên nền tảng của Optimism Doc nhé, thì sẽ có khá là chi tiết cho anh em xem về cái công nghệ này. Mình sẽ nói qua một chút về những ưu điểm của công nghệ này hiện tại các lớp Layer 3 đang sử dụng đi nhé. Về cái token gas tùy chỉnh nhé, thì sẽ cho phép các nhà phát triển sử dụng cùng một loại token trên nền tảng của blockchain Layer 2 để có thể thanh toán phí giao dịch trên nền tảng của Layer 3 nhé. Và điều này có nghĩa là các cái token mà đang dùng để trả phí cho Layer 2 ấy, thì cũng có thể là sử dụng để trả phí trên Layer 3 luôn. Thì cái việc như vậy sẽ làm giảm chi phí rất nhiều nhá cho các lớp Layer 3 khi họ chuyển các dữ liệu tài sản từ bên Layer 3 sang Layer 2 đó. Và tương tự như vậy thì họ sẽ không cần phải sử dụng phí gas đắt đỏ trên mạng lưới của Ethereum nữa nhé. Ok, và anh em có thể đọc thêm giúp mình ở đây nhé. Nói chung OpenStack thì như là một cái mã nguồn mở của nền tảng Superchain đó. Và Superchain thì sẽ là một cái mạng lưới bao gồm các cái dự án off-chain. Vừa rồi thì mình có show cho anh em xem về sinh thái đó, có một số các dự án như vậy tham gia đó. Và off-chain này thì sẽ tương tác lẫn nhau và giao thức off-chain như là Optimism Bridge đó. Đó là một cái công cụ hỗ trợ cho mọi người chuyển tài sản đó. Và khi mà sinh thái của Optimism phát triển đó, kèm theo công nghệ này phát triển thì sẽ làm tăng quy mô mở rộng đó, và hỗ trợ cho sinh thái rất là nhiều, đặc biệt là lớp Layer 2 của Ethereum đó. Và cái ưu điểm của Superchain là gì? Đó là hiệu quả kết nối nhé, cũng như là bảo mật nhất quán. Các lớp Layer 2 thì có thể kết nối tuân thủ giao thức nhất quán này và duy trì được tin cậy bảo mật trên hệ thống Superchain. Khả năng mở rộng cao nhé, có thể là dễ dàng mở rộng và có thể là nhiều chuỗi hơn nữa mà không cần cấp phép. Điều này thì không làm tạm dừng hoặc là gián đoạn các cái giao dịch hiện có nhé. Đó thì anh em có thể xem thêm ở đây nhé. Và cơ chế này hoạt động như thế nào thì cũng đã có bài viết cho anh em hết rồi, mình không giải thích thêm trong clip này nữa. Tổng quan như vậy, và hệ sinh thái của Ops thì gần đây cũng đang hợp tác đối với cả rất nhiều các đối tác lớn đó. Trong đó thì có OneCoin đang có một cái lượng data người dùng lớn đúng không? Họ có chuyển qua Optimism Build thời gian vừa qua đó. Thì anh em sẽ thấy rằng công nghệ của Ops cũng đang giải quyết rất nhiều vấn đề Layer 2 hiện tại cũng đang cần có để hỗ trợ cho hệ sinh thái của Ethereum nhé. Còn về cái lịch trả token của cái đồng coin này á, thì anh em có thể là check trên nhiều nền tảng hoặc là check trực tiếp trên Token Unlock nhé. Nói chung thì về cái lịch trả token chúng ta nhìn qua cũng đang có cái lượt trả gọi là nhỏ giọt mà thôi, về cái áp lực bán bên ngoài thì cũng không lớn lắm đâu. Còn về market cap, thời điểm hiện tại mình làm clip đây thì con này đang có market cap đó là gần 3 tỷ, không gọi là 3 tỷ đó, và FDV là khoảng tầm 11 tỷ. Nếu mà so sánh đối với cả dự án ARB thì mình đã có một clip riêng cho anh em rồi. Còn về on-chain thì mới ngày hôm nay thôi nhá, cái địa chỉ ví này của Wintermode á, Wintermode một cái em làm giá cho rất nhiều các cái đồng coin, đặc biệt là Optimism thời gian vừa qua mọi người sẽ thấy có khá là nhiều sóng em mà đẩy giá và một số quỹ họ tham gia đẩy giá cùng đó. Thì mọi người sẽ thấy rằng hôm nay họ có rút một cái lượng token khá là lớn nhá, và tổng tài sản hiện tại họ nắm giữ ở trên nền tảng ví này á, đây chỉ là một ví thôi nha anh em, thì gồm có Ethereum này, sau đó sẽ là Ops, mới đến Avalanche và một số các đồng coin khác như là Phantom đúng không. Hiện tại đây thì cái ví này cũng đang nắm giữ ốp khá là nhiều đó, anh em có thể là check lại thông tin on-chain này nhé. Ok, và thực ra là hiện tại đây thì nếu mà chúng ta muốn đầu tư một dự án thì mọi người cũng sẽ cần phải theo dõi dự án đó trong khoảng thời gian đúng không, trong một khoảng thời gian đó. Và thực ra là đối với cả dự án Optimism này á, thì mình làm có quá là nhiều các clip rồi á, bởi vậy thì lên clip này thực ra là chỉ đề cập thêm cho anh em về Superchain cũng như là về tính đầu tư trung hạn và dài hạn của cái dự án này mà thôi. Và mọi người cũng sẽ thấy rằng gần đây thì A16Z họ mới đầu tư đúng không, kèm theo nhiều tin như vậy á, và Tableau ở trên hệ sinh thái của Ops cũng đã tăng trưởng đáng kể. Cho nên á, nếu mà anh em tham gia đầu tư á, thì chắc chắn là cái đồng coin này sẽ không bay ngay đâu nha cho em. Không phải là tin ra tốt thì sẽ bay ngay đâu. Bình thường thì khi mà có tin thì chả đã chạy rồi. Còn khi mà nhìn về cái vùng giá thì mọi người sẽ thấy rằng hiện tại mình làm clip đây thì cái đồng coin này đang có giá đó là 2.7 đô. Và nếu mà anh em để ý rằng á, thì chỉ có tin gần đây liên quan đến ETH, ETH spot được thông qua thì đồng coin này kèm theo một số các cái đồng coin Layer 2 khác đều tăng trưởng khoảng từ 10 đến 20-30% đúng không? Sau đó thì đang có sự điều chỉnh đó, nếu mà gọi là đẩy ngay cũng là đẩy mạnh nhá, thì ML làm giá thì chúng ta sẽ cần phải xem vào các cái chart cũ trước đây cơ. Đây ví dụ như là cái vùng 0.4x lên khoảng tầm 3.2 hoặc là từ 1 đô lên 4.8 đô, đó mới là những sóng đẩy lớn nha anh chị em. Theo quan điểm của mình hiện tại thì ốp chưa đẩy đâu đó, ML vẫn đang làm giá, vẫn đang gom, bởi vì hiện tại các cái định chỉ ví
holding cho cái đồng Hope này á thì cũng chỉ kém hơn so với cả đồng ARB một chút mà thôi nha anh chị em, đâu đó cũng khoảng tầm 1 triệu địa chỉ ví đó. Anh em có thể check lại thông tin đó nhé. Có quá là nhiều các cái địa chỉ ví short term gần đây họ gom thêm á, cho nên cái đồng coin này khả năng chưa được đẩy ngay đâu nha. Và chúng ta cứ gom dần mà thôi, thì chúng ta có thể đi một cái sóng trung hạn đâu đó khoảng từ 1 năm đến 2 năm nha anh chị em, dài hạn gì đó một chút á, thì mọi người sẽ có lợi nhuận đáng kể đối cả đồng coin ốp này. Còn đầu tư chop trend được không thì mình đã có nhận định rồi, đồng coin này đáng để anh em có thể tham gia đầu tư chop trend. Chúng ta cũng sẽ đầu tư theo quỹ mà. Sắp tới đây thì uptrend sau khi mà cái sự kiện ETF ETF spot được thông qua đó, hệ sinh thái mở rộng á, thì các layer 2 sẽ là những cái giải pháp rất là tốt để mở rộng và hỗ trợ rất là tốt cho hệ sinh thái của Atom nhé. Anh em lưu ý giúp mình cái mục đó. Còn vùng giá để DCA thì thời điểm hiện tại đây 2.7 đô á, thì anh em cũng có thể là mua dần được rồi. Anh em có thể là mua dần xuống khoảng tầm 1.8 đến 2 đô la. Đó là vùng rất là ok cho mọi người tham khảo nhé. Sau khoảng tầm 1.7 cái 1.8 thì mình nghĩ rằng là trừ khi thị trường có một cái sự điều chỉnh lớn mà thôi. Nói chung thì cái lực bán của ốp gần đây không mạnh lắm, chứng tỏ rằng là cũng có nhiều short term order họ cũng đang mua, cho nên cái đồng coin này sẽ cần phải đi giá một khoảng thời gian đó. Còn mới ra tin tốt để đẩy ngay cho chúng ta chốt lời á, thì cái đó quá là dễ dàng khi mà tham gia đầu tư đúng không? Và như vậy thì mình cũng đã đưa ra cho anh em về nhận định cái đồng coin này rồi á. Còn anh em hỏi về target đồng coin này trong mùa uptrend sắp tới ấy, thì thực ra chúng ta cũng sẽ cần phải theo dõi mà thôi, chỉ gọi là đưa ra cái kỳ vọng. Anh em có thể là kỳ vọng trên 10 tỷ cáp nhá anh chị em, đâu đó trên 10 tỷ cáp. Tất nhiên còn phụ thuộc vào lịch trả coin nữa, cho nên kỳ vọng cao của mình là từ 15 đến 20 đô la cho cái đồng Optimism này. Đó là cái kỳ vọng theo quan điểm chủ quan thôi nhé. Còn chúng ta đầu tư thì mọi người sẽ cần phải theo dõi theo khoảng thời gian dự án phát triển mà. Chúng ta hiện tại chỉ đang đầu tư niềm tin theo các quỹ đầu tư mà thôi nha. Và nếu mà anh em cảm thấy clip hữu ích, hãy để cho mình một like, sub qua kênh YouTube và những bật thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Nội dung ở trong clip chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi nhé. Trước khi trúng tiền thì anh em nhớ tìm hiểu thêm về dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về khoản đầu tư của anh em nhé. Cuối cùng xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.